giả lập ở bên nhà thằng mõ nhọn nó khoe với nhóm bạn bộ mô hình súng nó khoe là nhà nó có mô hình SKLAKMM416 và vân vân thánh nô nghe nghe tị nên về khóc lóc van. Xin mèo ú cho mượn súng đại bắt bắn chết cha thằng mõ nhọn trồn xanh thấy vậy liền móc trong xịp á nhầm móc trong túi thần kỳ một máy chơi game bắn súng giả lập siêu to khổng lồ chọn một trò bất kỳ. Và vô game chơi thánh nô rủ mọi người về nhà chơi cùng thế là thánh nô chọn vô trò PUBG PC để chơi thánh nô thấy mình đang ở trên máy bay Doraemon liền kêu mọi người nhảy xuống mọi người nhảy. Xuống riêng nhưng thánh nô không nhảy nên tên mập lồi dối đẩy nô xuống nô và mõ nhọn đáp đất ở Bochinkino nhặt được sung lục cò Suneo nhặt được sờ ca lờ liền bắn nô nhưng nó không biết nô là tây. Súng thần nô liền đáp trả mỏ nhọn chết nô liền nhặt được ống ngắm 6X và ba lô ba và mũ hai một chai nước và bằng gạo và nô tàn sát hết tất cả ở Bochinki khiến chai En và Dodoraemon sợ xanh. Mặt ở bên sờ Kunde Kisuji lấy một chiếc xe chạy vào bo cướp thính thỉnh gặp chiếc xe Dacia của chai En đi cướp thính liệu rằng chai En và De Kisuji sẽ ra sao sẽ biết ở phần 2. Hết phim.